anh sẽ về quê tìm một miếng đất cất lên căn nhà. Đằng trước hay khu vườn sau sẽ có hàng rào với dăm con gà. Và nếu như duyên lành ban anh cưới được em, có vài đứa cháu vui với mẹ cha. Xin chào chị Phạm Thanh Nghiên. Bài viết của chị tham gia cuộc thi viết ký ức 30 tháng 4 do Sài Gòn Nhỏ tổ chức là một trong những bài hiếm hoi ghi chép câu chuyện về chuyện không phải của mình mà là của gia đình chồng, kể lại một câu chuyện hoàn toàn khác với đời sống của một người lớn lên ở miền Bắc như chị. Xin cho hỏi, điều gì trong câu chuyện ấy khiến tác động làm cho chị quyết định ghi chép lại? Tôi không chỉ muốn kể câu chuyện với vỏn vẹn 3.000 từ đâu. Chuyện gia đình chồng tôi là một nỗi buồn niềm đau được bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 75 và kéo dài suốt 46 năm và chưa biết bao giờ mới kết thúc. Tôi muốn ghi chép lại không chỉ với tư cách là một thành viên, là dâu con trong gia đình, hơn thế là trách nhiệm của một người cầm bút, một người mang khát vọng đóng góp chút công sức nhỏ bé cho cuộc đổi thay của đất nước. Với một cái gì, nếu mà với một cái nhìn hời hợt tầm thường, chúng tôi có thể than thở khi nghĩ đến nỗi bất hạnh của gia đình mình phải gánh chịu. Nhưng tôi muốn cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội được nghe, được thấy để viết về một thân phận trong vô vàn thân phận mang tên Việt Nam khác. Nếu bây giờ chúng ta không ghi chép lại một cách nghiêm túc nhất, đầy đủ nhất, trung thực và quả cảm nhất, thì thế hệ con cháu chúng ta sau này sẽ không được biết sự thật về một giai đoạn lịch sử của đất nước. Một dân tộc khó mà trưởng thành thăng tiến nổi nếu không nhận diện được gương mặt của chính mình qua một giai đoạn lịch sử cụ thể trong quá khứ. Chế độ độc tài, tự thân nó là một xã hội bệnh hoạn, khiếm khuyết và mọi sự thật đều gây bất lợi cho thế lực cầm quyền. Thế nên rất hiếm hoặc chẳng thể có sự thật lịch sử nào được công nhận hay ghi chép lại dưới thời này. Tôi e rằng ở Việt Nam vài chục năm trở lại đây thì chỉ có các nhà viết sử, các nhà sáng tác lịch sử chứ không có nhà chép sử. Mà lịch sử thì phải được ghi chép lại một cách đầy đủ và trung thực. Nhà chép sử không thể bị ràng buộc và ảnh hưởng bởi một thế lực hay sức ép nào khác. Thế thì với một nhận định như thế thì tại sao chúng ta không tự ghi chép lại những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình và những điều tai nghe mắt thấy qua các mảnh đời trong xã hội này? Những ký ức và thực tại được ghi chép lại hôm nay sẽ là lịch sử của ngày mai. Và như trong lời mời gọi cùng viết về ký ức 30 tháng 4 của Sài Gòn Nhỏ có nêu: đừng ngần ngại sẻ chia, đừng giữ lại những gì có thể chỉ là im lặng, vô nghĩa với đời mình. Miền Nam trong câu chuyện của chồng chị kể lại cho chị cảm nhận khác biệt như thế nào về miền Bắc, nơi chị lớn lên, những cảm nhận đó là gì? Lại phải lôi chuyện lịch sử ra một tí, thứ lịch sử cần nằm trong dấu ngoặc kép. Tôi không có cơ may được mở mắt sớm như nhiều người khác, nhất là các bạn trẻ hôm nay. Thế hệ 7X của tôi vẫn luôn tự hào với chiếc khăn quàng đỏ trên vai. Lớn lên một chút, tôi vẫn ngồi dán mắt vào cái màn hình TV mỗi dịp 30 tháng 4, mồng 2 tháng 3, ngày 19 tháng 5. Hay là ngày 19 tháng 8, là cái ngày mà người ta gọi là cướp chính quyền ấy, hàng năm, với một niềm xúc động vô cùng ngớ ngẩn. Bố tôi thậm chí còn lập bàn thờ ông Hồ trong nhiều năm, cho đến khi ông gần qua đời thì ông đập bỏ. Tôi từng yêu ông Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là hệ quả của một nền tạm gọi là giáo dục nhồi nhét mà sau này tôi mới nhận ra và cảm thấy thật đáng ghê tởm. Mãi đến năm 29 tuổi thì tôi mới nhìn nhận ra sự thật và tôi trải qua một cú sốc tinh thần ghê gớm lắm. Có lần tôi đã mô tả nó là vừa trải qua một cơn ốm nặng. Và rồi tôi phải sốc lại tinh thần, dứt khoát với mình, dứt khoát với thời cuộc. Và tôi thoát ly hẳn với những gì mình đã tin tưởng, để rồi bị được chính đối tượng mình từng tôn trọng, tôn thờ, gọi là phản động, là thành phần thù địch. Tôi đã khóc rất nhiều, cả day dứt nữa, khi tìm hiểu về miền Nam giai đoạn năm 75 trở về trước. Có một miền Nam đẹp đẽ và tốt lành đến không ngờ trong sự hình dung của tôi. Một sự tiếc nối đến thắt lòng, cảm giác như mình vừa bị mất đi một thứ vô giá không bao giờ tìm lại được. Dù tôi sinh sau năm 75 và tại miền Bắc ấy, và chưa bao giờ được sống một ngày nào trên cái xứ sở đẹp đẽ ấy.
Biến cố tháng 4 năm 75 không chỉ là vết thương trầm trọng cho người miền Nam, nó là nỗi đau đớn day dứt cho cả một dân tộc, cho tôi, cho anh, cho tất cả những ai còn nhớ mình là người Việt Nam. Nhưng miền Bắc cũng có những người dân có cuộc sống rất khốn khổ mà. Được biết thêm, cuộc sống của người miền Nam sau 1975 đã giúp cho chị sự phân biệt những nỗi khốn khổ khác nhau ra sao? Có một điều không biết có nên gọi là thú vị hay không, khi tôi và chồng mình thường hay kể cho nhau nghe những câu chuyện gia đình với cái đặc trưng, với cái nét đặc trưng rất trái ngược nhau của hai miền đất nước. Tôi kể cho anh ấy nghe về gia đình tôi, về cuộc sống đói khổ của những người hàng xóm, những người họ hàng bà con, để anh ấy hình dung ra bức tranh miền Bắc. Ngược lại thì tôi cũng được nghe về gia đình anh, về sự phồn thịnh của miền Nam một thời và sự khốn khổ sau ngày giải phóng. Khi vào Sài Gòn sinh sống thì tôi có cơ hội để mà gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người khác và nhận ra một điều đáng buồn là người Việt ở hai miền Nam Bắc có sự hiểu biết rất hạn chế về nhau, đặc biệt là giai đoạn 1975 về trước. Tôi từng nói chuyện với nhiều người lớn tuổi sống ở Sài Gòn và tôi thật sự ngạc nhiên là họ không hề biết có một cuộc gọi là cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc. Nhiều người dân miền Nam cứ nghĩ rằng thảm họa mà họ phải gánh chịu là do người dân miền Bắc gây nên và không hề biết rằng cần phải gọi tên một cách chính xác, đích danh, giới choắc bu cầm quyền. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân Việt Nam nói chung khó mà có cái nhìn cảm thông, thấu hiểu cho nhau khi nhắc về ký ức chiến tranh. Làm sao một người miền Nam có thể hình dung những người phụ nữ miền Bắc phải vạch áo tự tay bóp thật mạnh vào bầu vú trước mặt cán bộ để chứng minh mình không có sữa, hòng kiếm được cho đứa trẻ sơ sinh con mình một suất sữa theo tiêu chuẩn của nhà nước. Và nếu mà nặn hết sức mà đầu vú còn chảy ra vài giọt sữa thì đứa trẻ sẽ không có tên trong danh sách được hưởng chế độ hỗ trợ của nhà nước. Làm sao một người miền Nam hình dung nổi một ông thầy giáo phải cúi mình và chào một thằng nhãi danh bằng ông chỉ vì bố nó là cán bộ cộng sản. Khi người dân miền Nam có tivi, tủ lạnh để dùng, người miền Bắc vẫn còn bị cái đói bủa vây. Và người phụ nữ miền Nam đã biết trang điểm, mặc áo dài, váy đầm, đi giày cao gót thì người phụ nữ miền Bắc vẫn chưa biết đến cái băng vệ sinh là gì. Họ phải dùng vải vụn, thậm chí nhà nào đông chị em gái thì dùng chung mấy tấm khăn vải màn, dùng xong giặt sạch sẽ để các tháng sau mỗi kỳ kinh nguyệt lại sử dụng tiếp. Thực ra tôi không muốn kể ra chuyện này đâu, nhưng mà nó là nỗi khổ sở thiếu thốn điển hình của người dân miền Bắc từ những năm 1960 và kéo dài đến tận thời bao cấp. Hai miền Nam Bắc tuy có những khác biệt ở mỗi giai đoạn lịch sử nhưng cũng chung một nỗi đau, niềm bất hạnh mang tên Việt Nam. Chỉ có sự thấu hiểu, đồng cảm mới mang lại tình thương yêu, đùm bọc cho nhau mà thôi. Ước gì ngày càng nhiều người dân Việt Nam hiểu đúng về sự thật đã và đang xảy ra trên đất nước này, để thôi oán hận, thôi trách cứ, để cùng nhau xây dựng lại Giang Sơn. Muốn như thế, phải chỉ mặt đặt tên được đâu là nguyên nhân, đâu là thủ phạm gây đau thương cho dân tộc này. Lưu vong ngay tại quê nhà là câu chuyện chị kể về bố chồng. Nhưng rồi đến chị, khi có người chồng cũng cùng số phận không khác gì hơn, chị có thể nói thêm về trường hợp chồng chị. Thưa, đây lại là một câu chuyện dài nữa và có lẽ phải dành hẳn một bài tường trình riêng biệt. Từ khi chồng tôi, anh Huỳnh Tú ra tù cuối năm 2013 đến nay thì đã có 8 năm mà vẫn chưa được cấp giấy tờ tùy thân, dù anh rất nỗ lực đến các cơ quan công an để mà xin cấp lại. Thì lần nào cũng bị từ chối với rất là nhiều lý do. Hiện chúng tôi vẫn đang tiến hành các cái thủ tục để đề nghị cấp giấy tờ tùy thân cho anh Tú. Và hành trình này kéo dài đến nay đã 2 năm với rất nhiều những cái thủ tục nhiêu khê. Chúng tôi phải đáp ứng những điều kiện pháp lý mà sự khó khăn của nó gần như là một sự đánh đố. Chúng tôi phải đi lại rất là nhiều lần lên các cái cơ quan công an, từ cấp phường đến cấp quận, rồi thành phố. Và không ít lần chúng tôi cự cãi với phía công an về những điều kiện mà họ gọi là điều luật đấy. Và họ nói là cứ theo luật mà làm. Một tháng trước, là tức là khoảng ngày 6 tháng 4 năm 2021 ấy, thì chúng tôi đã đáp ứng các điều kiện pháp lý. Cái điều kiện pháp lý là tôi phải cho vào ngoặc kép để cho dễ phân biệt.
trong đó bao gồm những giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ rồi nộp cho công an quận Gò Vấp để xin hộ khẩu cho anh Tú. Thì chúng tôi cứ tưởng như thế là xong, nhưng mà họ lại đòi hỏi thêm vài cái điều kiện vô lý khác, và cũng vẫn với cái lý do là luật nó quy định thế. Tôi chưa kịp hỏi luật sư xem là cái yêu cầu đó của phía công an là có thực sự đúng luật hay không, thì nhận được cái cuộc đề nghị phỏng vấn này, thành ra là tôi cứ mạnh dạn chia sẻ với quý độc giả trước đó. Thì một cái điều đáng nói là trong quá trình làm các cái thủ tục giấy tờ thì phía công an quận Gò Vấp, cụ thể là cô đại úy thụ lý hồ sơ, và tôi tạm xin phép tạm giấu tên cô này, không hướng dẫn một cách đầy đủ cụ thể những cái việc cần thiết, khiến chúng tôi phải đi lại là rất là nhiều lần. Họ cứ hướng dẫn một chi tiết, xong rồi đến khi mình lên mình đáp ứng rồi thì họ lại nói là cần cái này cần cái kia nữa, làm chúng tôi đi lại rất là nhiều. Và họ hẹn một tháng là kể từ khi mà nộp hồ sơ là họ sẽ trả lời, tức là ngày 6 tháng 5 là đủ một tháng. Thì đến hẹn là chúng tôi lên thì họ lại trả lời là cần phải đáp ứng điều kiện này điều kiện khác nữa. Tức là cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng không dám chắc là anh Tú có được cấp giấy tờ tùy thân không. Và nếu không thì họ cũng nên có một cái công văn trả lời thẳng là không cấp và vì sao không cấp. Còn nếu được thì đến bao giờ. Chúng tôi không thể bỏ thêm nhiều tháng, nhiều năm để mà chờ đợi, hoặc là đi làm cái việc khó hơn cả cái việc mò kim đáy bể. Tù thì cũng tù rồi, đánh đập, đàn áp, vu khống, bôi nhọ cũng đếm đủ rồi. Tài sản nhà cửa bị cướp, bị tàn phá hết rồi. Thì tôi không hiểu là họ còn muốn điều gì ở chúng tôi nữa. Nhiều người thì nghĩ đơn giản là cần gì cái giấy tờ của Cộng sản. Mà nếu mà người ta ở đảo hoang thì đúng là không cần giấy tờ. Nhưng trong một xã hội, một đất nước cụ thể, thì dù cho là sống dưới chế độ dân chủ hay độc tài thì đây cũng là cái việc đương nhiên. Không có giấy tờ tùy thân, anh Tú không thể thực hiện các cái giao dịch dân sự, thì nói gì đến các cái việc quan trọng khác. Nhiều khi thì chúng tôi cũng nghĩ là cứ chép miệng nghĩ là nếu không vì đứa con thì thôi cứ sống nay đây mai đó, giấy tờ có thì cũng tốt, mà không có thì cũng không sao. Thực ra thì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự hào họ là lương tâm và văn minh của nhân loại. Nhưng mà cái hệ thống pháp lý của họ không chứng minh nổi lý lịch của một công dân mà để anh ta sống lưu vong trên chính cái đất nước này. Điều nghịch lý là công an không chứng minh được lý lịch của anh ta trên giấy tờ, nhưng lại kiểm soát được mọi thứ liên quan đến anh ta, kể cả việc đi lại, các mối quan hệ, thậm chí quản lý cả tư tưởng của đối tượng nữa. Đối tượng là tôi dùng cái từ của công an. Chị là người đã ghi chép những câu chuyện hiện thực nhức nhối và viết hay đến bất ngờ. Dường như chị muốn đi con đường của một nhà văn tranh đấu hiện thực. Dạ, một vài năm gần đây thì tôi cũng thường nhận được những cái lời khen ngợi từ các nhà văn chuyên nghiệp cả ở trong nước cũng như là nước ngoài, đặc biệt là các độc giả. Thì đối với một người cầm bút, dù là một cái người cầm bút bất dĩ như tôi, thì đó thực sự là một cái niềm khích lệ, một phần thưởng vô giá. Xong nó cũng là một cái thách thức không nhỏ cho các cái bài viết tiếp theo của tôi. Thực ra thì tôi không dám dùng từ tác phẩm hay sáng tác, cho nên là tôi dùng từ bài viết. Như từng có dịp chia sẻ với quý độc giả là tôi tin mình không phải là một nhà văn, và có lẽ mãi mãi sẽ không trở thành một nhà văn. Tôi chỉ là một người cầm bút bất đắc dĩ ghi chép lại những điều tai nghe mắt thấy từ chính cuộc đời mình, từ những cuộc đời khác trong xã hội. Cũng có lần thì tôi thử đặt bút viết về một đề tài khác không liên quan gì đến các cái hiện thực xã hội. Tính viết chơi chơi vậy thôi chứ tôi cũng không định chia sẻ với ai. Nhưng mà tôi không viết nổi, chỉ vài dòng đã thấy nó nhạt nhẽo và cảm giác như là mình không còn là chính mình nữa. Tôi không phải là nhà văn, tôi là một blogger và tôi muốn viết về những hiện thực đang diễn ra trên đất nước này. Anh cưới được em có vài
hai đứa cháu vui với mẹ cha. Ngày đó anh sẽ làm cha, chọn vòng lễ giáo nuôi con nên người. Hạnh phúc chung sống cùng em, giữ ấm đời nhau vén vun gia đình. Đời sớm đơn sơ mà vui, chỉ thế mà thôi. Tháng ngày dần trôi đã mang ơn đời. Ngày đó sẽ không còn xa, sẽ không còn xa. Căn nhà chung dựng lại trong tim, dựng trên quê hương đời xa. Ngày đó sẽ không là mơ, sẽ không là mơ. Chân thành với đời, tình người cho đi. Ngày đó có khi là ngày đã tới. Ngày đó trong tim, dựng trên quê hương nơi xa.